Tòa Bảo Hiến Đức chấp thuận cơ chế ổn định châu Âu, tin từ Karlsruhe. Tòa Bảo Hiến Đức đã bật đèn xanh đối với Quỹ Cơ chế ổn định châu Âu, gọi tắt là ESM, nhưng do quyền Quốc hội phủ quyết trong trường hợp gia tăng số tiền của ngân quỹ này. Tiên đoán trước phán quyết của tòa án ở Karlsruhe đã tạo tin tưởng cho thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư cảm thấy lạc quan trước việc quỹ cứu nguy sẽ sẵn sàng hoạt động sau một thời gian dài hoãn trì. Bác bỏ đòi hỏi phong tỏa quỹ của 37.000 người chống đối, Tòa Bảo Hiến của Đức đã phê chuẩn quỹ ESM với điều kiện giới hạn số tiền đóng góp của Đức là 190 tỷ euro, như đã đồng ý trong hiệp ước thành lập quỹ ESM. Mọi sự gia tăng đòi hỏi phải được Quốc hội phê chuẩn. Những nguyên đơn chống đối, trong đó có những nhân vật bảo thủ trong đảng của Thủ tướng Angela Merkel và các đảng cánh tả, chống gia nhập Liên Âu. Trước đây, Tòa Bảo Hiến phán quyết rằng gia nhập Liên Âu không vi phạm các luật căn bản của Đức nếu Quốc hội chấp thuận. Khi bắt đầu hoạt động, ESM có số tiền là 700 tỷ euro, được dùng để chống lại các cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro đã kéo dài 3 năm.